Chúng ta có một cái chủ đề chung với nhau, đó là sự sáng thật, phải không ạ? Cái câu kinh thánh mà chúng ta cùng đọc với nhau đó là ở trong Văn đoạn 1 câu số 9. Câu này nếu đọc ra một lần thì chúng ta thuộc. Bây giờ chúng ta đọc lần thứ nhất là chúng ta nhìn kinh thánh. Lần thứ hai thì nhìn mí mí thôi. Và lần thứ ba thì chúng ta sẽ không nhìn kinh thánh nha. Xin bắt đầu. Sự sáng này là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người. Lần thứ hai chúng ta đọc với nhau. Sự sáng này là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người. Lần thứ ba, nhìn tôi và tôi nhìn quý bà chị em, xin bắt đầu. Sự sáng này là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người. Chủ đề chung của chúng ta đó là sự sáng thật. Chúng ta nói một chút về cái sự sáng thật, và tôi sẽ chia sẻ lời Chúa với bà chị em ở trong Văn đoạn thứ 9. Khi nói về sự sáng thật, có nghĩa là nó có sự sáng giả, hay nói cách khác là sự sáng vay mượn, nó không phải là nguồn sáng. Sự sáng giả đó, nó sẽ có giá trị tạm thời, lóe lên rồi vụt tắt. Nó giống như sự sáng của đèn, hay là sự sáng của những ngôi sao hoặc là mặt trăng, nó là sự phản chiếu của ánh sáng, nó không phải là cái nguồn sáng. Nhưng mà sự sáng thật đó là cái nguồn, nó đem lại sự sáng cho người ta. Ví dụ ánh sáng của mặt trời hay là nguồn sáng của mặt trời hàng triệu triệu năm rồi, và nó vẫn như vậy, vẫn chiếu sáng liên tục như vậy. Nhưng đó là sự sáng thực thể. Còn sự sáng thật ở đây Kinh Thánh muốn nói đến, nó không chỉ nói về sự sáng mà chúng ta có thể nhìn thấy, nhưng mà đang nói về sự sáng soi rọi tâm linh, để rồi tôi và quý ông bà chị em chúng ta có một hướng đi, chúng ta có một sự chọn lựa đúng đắn, để rồi qua đó chúng ta sẽ không bị lầm đường lạc lối nữa. Ở trong sách Ê-phê-sô chương 4 câu 13 và câu 14, Chúa muốn tất cả chúng ta đều được trưởng thành và không bị dời đổi theo chiều gió hay là cơn bão của đạo lạc. Nếu như tôi và viên bà chị em không có sự sáng thật, không có sự dẫn lối của Chúa, thì rất dễ chúng ta sẽ bị rơi vào trong chiều gió của đạo lạc. Và sự sáng đó sẽ giúp cho tôi và chị em định hình hướng đi, chúng ta vững vàng trong niềm tin, chắc chắn trong niềm tin và bước đi trong sự đắc thắng. Trong trung tâm giải cứu của Hội Thánh của Tuần Rema ở tại Sơn Thái Thượng mà mục sư Trương Văn Lâm đang phụ trách, thì không phải có một vài em ở trong đó, có nhiều em, nhưng cũng có những em thành công, nhưng cũng có những em không thành công. Tại sao vậy? Bởi vì có những người sẵn sàng để cho Chúa chiếm hữu, biến đổi cuộc đời của mình, thì mình là người kết hợp với Chúa, thì Chúa sẽ dẫn dắt và chúng ta sẽ có sức mạnh để vượt qua. Nhưng nếu chúng ta không nhờ sức của Chúa, chỉ nhờ cậy sức riêng của chúng ta, thì chúng ta cũng có thể đi được một chặng đường nhưng cảm thấy mệt mỏi, sờn lòng và không thể nào bước đi xa hơn được nữa. Dân Israel ở trong xứ Ai Cập suốt 430 năm, Đức Chúa Trời đã dùng Môi-se với 10 phép lạ dẫn họ ra khỏi xứ Ai Cập. Họ vượt qua biển đỏ, họ trải qua đồng vắng, họ kinh nghiệm được mana từ trời, họ kinh nghiệm nước từ vần đá chảy ra để họ uống, họ kinh nghiệm ban đêm bằng trụ lửa và ban ngày được che phủ bằng trụ mây. Nhưng có phải tất cả đều được vào đất hứa không? Thưa không. Lý do tại vì họ đi giữa đường và họ nhìn thấy cái đồng vắng, đồng hoang này, hoang mạc này, họ ngã lòng, họ thối lui và họ nói rằng chúng tôi đã ngán cái thứ đồ ăn đạm bạc này. Nhưng thương bà chị em, đồ ăn đạm bạc đó đã giúp cho dân Israel 40 năm ở trong đồng vắng, họ đã sống và vượt qua để vào trong đất hứa. Cũng vậy, lời của Đức Chúa Trời mỗi một ngày, mỗi một tuần lễ, chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta hát những bài hát. Ôi, mấy bài hát này quen quá mà. Ôi, mấy bài hát này hát đờn rớt lên rớt xuống mà. Ôi, mấy bài hát này tôi thấy hát thường lắm rồi, tôi cũng chẳng thấy quan tâm. Rồi mấy cái bài giảng của mấy mục sư cũng bao nhiêu đó lặp đi lặp lại.
nó cũng giống như cơm của mẹ nấu. Mỗi một ngày chúng ta ăn và nhờ đó chúng ta sống để chúng ta có thể thành công. Vì vậy, thưa bà chị em, sự sáng của Chúa đã đến trong tôi quý bà chị em. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Jesus làm Chúa đời sống mình, thì sự sáng đã đến và tôi bà chị em phải bước đi trong sự sáng. Bởi vì chúng ta có nhận sự sáng mà chúng ta không bước đi trong sự sáng, thì sự tối tăm vẫn hãm ép và lôi kéo chúng ta trở lại trong con đường cũ và chúng ta sẽ bị thất bại. Mong rằng tất cả tôi bà chị em là những người có sự sáng đó phải là sự sáng thật ở trong chúng ta. Và người có sự sáng thật là người sẽ có một cái bước đi rất là mạnh mẽ, giống như là những thầy bác sĩ sau khi gặp gỡ Chúa rồi. Thì họ làm gì? Họ dâng lên Chúa những điều tốt lành nhất. Họ thờ phượng Đức Chúa Trời một cái bằng tấm lòng chân thành và họ bước đi trên con đường mới. Đó là con đường của sự sáng. Họ trở thành sự thành công. Buổi sáng hôm nay cảm ơn của Chúa để tôi cùng với bà chị em sẽ cùng nhau học lời Chúa ở trong sách Giăng chương 9 từ câu 1 cho đến câu số 5. Tin lành Giăng chương 9 câu 1 cho đến câu 5. Có thể chiếu lên máy được không? Thầy Phước nó phục vụ bên kia. Thầy sai chứ. Ở đây chúng ta có kinh thánh hết không ạ? Không có đẹp. À diễn diễn có thể chiếu dùm mình diễn. À diễn. Kỹ thuật viên ở đây do chạy xô vào thắng khác cho nên bị trống một cái ghế kỹ thuật. Ở An Sương sáng nay cũng không có người livestream luôn, không có người chỉnh máy luôn. Bữa nay là thanh niên đi hết, đi lên bầu đồn với cái kia để dịch ạ. Rồi chúng ta nhìn thấy em chỉ cần bấm xuống, bấm mũi tên xuống. Xin mời thánh chúng ta đồng đứng lên, chúng ta có thể đọc phần kinh thánh này cùng với tôi. Nhìn thấy hết không ạ? Hình như là phía sau không thấy phải không? Rồi chúng ta cùng đọc từ câu 1 đến câu 5 nha, xin bắt đầu. Đức Chúa Giêsu vừa đi qua, thấy một người mù từ thở sanh ra. Môn đồ hỏi Ngài rằng, thưa Thầy, ai đã phạm tội, người hay là cha mẹ người, mà người sanh ra thì mù như vậy? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội, nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người. Trong khi ta còn ban ngày, ta phải làm tròn những việc của Đấng đã sai ta đến, tối lại thì không ai làm việc được. Câu 5. Đương khi ta còn ở thế gian, ta là sự sáng của thế gian. Chúng ta đọc lại câu 5 lần nữa. Đương khi ta còn ở thế gian, ta là sự sáng của thế gian. Một lần nữa. Đương khi ta còn ở thế gian, ta là sự sáng của thế gian. Xin cảm ơn người Thánh. Xin mời Thánh ngồi. Trong cái văn đoạn kinh thánh này, chúng ta thấy một phép lạ. Đó là khiến cho một người mù từ thuở mới sanh được sáng. Ai trong chúng ta là người đã sáng mắt, đang sáng mắt? Chúng ta đôi lúc chúng ta lại không có thấy nó quý, chúng ta thấy nó thường lắm. Vừa rồi có một người anh em ở Bình Phước, anh này là người là ngày xưa là lính, đi lính và tướng tá khỏe cao to lắm. Nhưng mà vừa rồi tự nhiên ngủ một đêm sáng dậy thì con mắt bên phải không thấy nữa và anh phải đau khổ vì điều đó. Và bây giờ thì anh mới thấy quý giá về cái sự sáng của con mắt bên phải. Nào bây giờ chúng ta thử che một con mắt lại, chúng ta sẽ thấy khó chịu không ạ? Vẫn thấy sáng phải không? Nhưng mà chúng ta có một cái gì đó, một cái mờ ảo gì đó. Nhưng nếu cả hai mắt mà bị mù thì sao ạ? Và biết bao nhiêu người khổ khổ vì điều đó. Cho nên những người mà bị câm, bị điếc đó, tại sao họ bực mình lắm mà khi một cái chuyện gì đó mà họ không giải bày được đó, họ khó chịu lắm và họ bực tức lắm. Thì cũng giống như vậy, cái việc mà bị mù lòa, mà bị mù lòa nếu vì tai nạn hay là vì gì đó, hay là bệnh tật, chúng ta không nói. Nhưng ở đây cái người này bị mù từ thuở mới sanh. Vậy thì bản thân của cái anh chàng này không có khả năng chọn lựa. Sinh ra là bị như vậy rồi. Là cha là mẹ, có ai mong muốn con của mình bị như vậy không? Chắc chắn là không.
cuộc đời của anh này là gì? Từ thuở mới sanh được sanh ra thì người anh em này đã bị mù, không còn nhìn thấy được. Và một ngày nọ thì khi đang đi ngang qua, thấy cái người mù từ thuở mới sanh, thì các môn đồ của Chúa lập tức hỏi Chúa: Thưa Thầy, ai đã phạm tội, người hay là cha mẹ người mà người sanh ra thì mù như vậy? Dường như đây cũng là câu hỏi trong đầu của mỗi người trong chúng ta khi chúng ta gặp ai đó có nan đề, phải không? À, tội của người đó, tại cái tội này nè, cho nên nó mới xảy ra như vậy. Và người đời chúng ta thường có một câu như vậy nè, là gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Vậy là cái kiếp trước của cái người này nè bị cái gì đó, cho nên bây giờ mới bị như vậy. Đó là nói cá nhân của người đó. Người ta tin có nhiều người, có nhiều kiếp mà, phải không ạ? À? Cái người đó kiếp đó cho nên là phạm cái gì đó, cho nên bây giờ mới là như vậy. Thông thường, suy nghĩ thông thường của con người chúng ta là như vậy. Chúng ta thường thắc mắc, chúng ta thường đặt câu hỏi, và chúng ta mang cái tính định tội trên cái người đang gặp nan đề. Đây, người này nè bị như vậy là do cái kia kìa. Điều này không sai, bởi vì chúng ta trồng cái cây nào chúng ta sẽ ăn quả nấy, phải không? Điều này không sai, nhưng mà không phải hoàn toàn như vậy. Không phải hoàn toàn như vậy. Các môn đồ hỏi cái câu hỏi thứ hai là cha mẹ người phạm tội. Câu hỏi đầu tiên là có phải người phạm tội không? Bây giờ một người mới sinh ra mà có biết cái gì để mà phạm tội? Hay là đứa bé mới sinh ra cho nên nó đói bụng khát sữa, mà nó dành sữa, nó bú sữa của mẹ nó, cho nên nó phạm tội không? Hoàn toàn ở đây không có nói về đứa bé này, tội của đứa bé này. Và cái câu thứ hai của các môn đồ là gì? Vậy là không tội của nó thì là tội của cha mẹ nó. Điều này trong luật của Đức Chúa Trời có ghi lại: ai ghét ta thì ta nhân tội tổ phụ phạt con cháu ba bốn đời. Kinh Thánh có nói. Như vậy cái việc thắc mắc của các môn đồ đúng hay sai em bà chị em? Đúng. Trong Ê-xu-tri-ên thì có câu là cha ăn trái nho chua thì con ghê răng. Jeremy đoạn 18 câu 22 thì nói rằng là Đức Chúa Trời bày tỏ sự thương xót của Ngài ra cho muôn vàng, báo trả gian ác của ông cha vào trong thân thể hay là mình con cháu nói sao. Như vậy thì Ngài yêu mà tại sao Ngài phạt? Và nếu như đưa vào cái lý do để cái người này bị mù là do cha mẹ, là do ông bà, do tổ tiên, thì Chúa Giêsu trả lời như thế nào? Không phải. Không phải tội của người này, cũng không phải tội của tổ phụ. Cho dẫu con bà chị em người có làm lỗi, nhưng mà ai đó lên án cho lỗi lầm của bà chị em, ông bà chị em có chịu không ạ? Có chịu không? Rồi con cái của mình bị như vậy, chúng ta bắt đầu lên án cha mẹ. Rồi cha mẹ là tại như vậy ăn ở kiểu sao, bây giờ con như mày, chúng ta chịu không? Chúng ta không chịu. Như tôi nói là nó có lý do của nó. Và ở đây cái lý do mà chúng ta tìm được ở trong Kinh Thánh mà Chúa Giêsu nói đến, nó có một lý do rất là đặc biệt. Bây giờ chúng ta loại trừ lý do thứ nhất, tội của người trai trẻ này, không có. Thứ hai, tội của cha mẹ tổ phụ có không? Không luôn. Vậy tại sao người này mù? Thứ ba, Đức Chúa Giêsu đáp rằng đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội, nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người. Một số người quy chuẩn, vậy là Đức Chúa Trời làm cho người này mù. Trong Kinh Thánh này không nói Đức Chúa Trời làm cho người này mù. Giống như ông Dớp, một ngày kia thì trong một ngày 10 đứa con chết, nhà của ruộng vườn tất cả mất hết. Người vợ nói rằng bây giờ ông sỉ nhục Chúa mà chết đi.
Thì ông nói sao ạ? Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, tôi cũng trần truồng trở về. Đức Sư ban cho đến đây chưa ban lấy lại. Tại sao ngươi nói cho người muốn vui vậy? Khi đứng dậy ban phước, chúng ta giơ tay nhận lãnh. Khi họa đến, chúng ta rút lại. Tại sao? Bản thân của ông Giớt đang ở trong cái hoàn cảnh nghịch cảnh. Ông nghĩ gì? Ai lấy của ông vậy? Ông nói Chúa lấy. Nhưng nếu chúng ta đọc Kinh Thánh trong Giớt đoạn 1, đoạn 2 thì ai lấy? Ma quỷ. Không phải Chúa. Nhưng mà trong Kinh Thánh này đừng bao giờ quy chụp rằng là Đức Chúa Trời làm cho người này mù. Đức Chúa Trời mà tôn bạch trên tập phượng không phải Đức Chúa Trời gian ác. Amen. Đức Chúa Trời mà tôn bạch trên tập phượng là Đức Chúa Trời yêu thương. Kinh Thánh nó nhìn ngày ban mưa, ban nắng cho cả người công bình cùng người gian ác. Người có tin thờ Ngài hay người không tin thờ Ngài, Ngài cũng ban phước cho tất cả. Để chi khi mình nhìn vào thiên nhiên, hưởng tất cả những gì Đức Trời ban cho, để biết tạ ơn Đức Chúa Trời. Nói một cách khác, ở trong lòng của loài người ai cũng nhận biết có đấng tạo hóa hết. Chẳng qua là lừa dối tâm linh và tâm trí để khước từ và không thờ phượng Ngài thôi. Như vậy chúng ta loại trừ phương án là gì? Đức Chúa Trời làm cho người này mù. Vậy bây giờ tôi đặt câu hỏi cho bà chị em. Đức ai? Tại sao người này mù? Ai có câu trả lời, có phần thưởng ngay bây giờ. Một sự lâm sẽ trả phần thưởng. Móc túi thầy. Tôi xin lặp lại, thứ nhất là người này mù là do tội người này được loại trừ. Thứ hai, người này mù do cha mẹ ông bà cũng loại trừ luôn. Thứ ba, người này mù do Đức Chúa Trời cũng loại trừ luôn. Vậy thì người này mù do cái gì? Do sanh nhầm ngôi sao. Sao sao? Có phải không ạ? Do số mạng á. Giống như vậy có dép thì không chỉ là con người phải không? Dạ. Như vậy là bày tỏ sự quyết định của Ngài là mù là tại vì Chúa, đúng không? Chúng ta đã loại trừ rồi. Đừng đi vào cái ngõ cụt này nữa. Kinh Thánh không có nói ma quỷ làm cho mù. Ở đây Kinh Thánh cũng không có thấy con quỷ nào xuất hiện ở đây hết. Trước khi tôi giải thích cái chỗ này thì tôi muốn nói với bà chị em là nó có hai loại mù. Một loại là mù thuộc thể giống như cái anh chàng này. Và mù thuộc thể đó, anh chàng này khao khát không có điều gì hơn đó là thấy được. Cho nên là cái người này rất là khao khát, và khi mà thấy được rồi thì còn hơn cả cho tất cả những gì tiền bạc vàng vòng hay là châu báu. Ví dụ như chúng ta đem một cô gái đẹp thiệt là đẹp, gọi là nghiêng thành đổ nước, tặng cho gửi cho cái người mù để làm vợ, thì người mù này có thấy được, có gọi là chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của nàng không? Rồi chúng ta sẽ đem một cô gái giống như thị nở đến, thì người mù này có thấy được cái mặt xấu của thị nở không? Như vậy thì người mù này, người như thị nở hay là như là hoa hậu đối với người mù này như thế nào? Nó giống nhau à? Có gì cả, bình thường lắm. Cho nên cái điều khao khát của người này là thấy được. Vậy thì chúng ta tưởng tượng đi, một người bị mù mà có một cái khao khát mãnh liệt, gọi là cháy bỏng, đó là để thấy. Vậy thì cái người mù thuộc thể thì cần cái điều đó. Một loại mù thứ hai đó là mù tâm linh, mà người có mắt thì cũng như mù. Chúa Giê-xu đã quở trách người Pharisee. Họ giống như là người mù tâm linh vậy đó. Họ có mắt họ thấy này. Nhưng mà Chúa nói gì? Họ dẫn đường. Chỉ là người mù dẫn đường người mù, và cả hai cùng đẻ xuống hồ. Có người có mắt nhưng mà như mù. Kể cả người đó là những bác học, kể cả những người đó là những người rất là giỏi hay là giàu có. Kinh Thánh nói như vậy. Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng không có Đức Chúa Trời. Dù lương tâm của mỗi một người đều nhận biết có Đức Chúa Trời. Tối qua sau khi truyền giảng xong thì có một chị em tin Chúa. Dù trong phòng nhóm thì có vài người, nhưng mà có một người quyết định tin Chúa. Sau đó thì mọi người chia tay nhau, thì có một em thanh niên. Và tôi nhìn thấy em này cũng hơi lạ, tôi mới hỏi.
Thì em này nói rằng là em là bạn của một em thanh niên ở trong hội thánh dẫn tới. Tôi hỏi, ủa em tin Chúa chưa? Nói không, em không có đạo. Em không có tin là tin cái gì chứ. Và sau đó thì tôi bắt đầu tôi giải thích. Tôi giải thích ngắn gọn, tôi nói là vậy là trong tâm linh của em, trong lương tâm của em có nhận, có biết đấng tạo hóa không? Em nói có. Như vậy thì rõ ràng là tâm linh nhận biết có đấng tạo hóa, nhưng mà không tin và thờ phượng Ngài thì đó cũng như là mù. Phải không? Và cuộc sống của người mù đó là chỉ được cái làm miếng ăn thôi. Họ chỉ được làm sao cho được no cái bụng để cho có sức khỏe để sống qua ngày đoạn tháng. Họ không ước ao gì hơn. Họ chẳng ước ao xe đẹp, họ chẳng ước ao vợ đẹp, họ chẳng ước ao mặc áo màu gì. Thế vì đối với màu, đối với họ cũng không có giá trị. Anh chị em biết rằng là có những dạng mù, như là gọi là dạng mù tâm linh hay là mù thuộc linh, thì trong cuộc sống họ chỉ ăn gì, uống gì, mặc gì. Có nghĩa là cuộc sống chỉ quay quanh cơm áo gạo tiền, hưởng thụ. Tôi nói vui với những người họ giàu, họ chưa tin đó. Tôi nói như thế này, ví dụ như một cái người mà giàu có nhưng mà họ có thể mua được một cái niệm mút in đan, là cái niệm mà cao cấp nhất ở Việt Nam bây giờ, nhưng họ không thể mua được giấc ngủ. Rồi họ có thể mua được nhà lầu xe hơi cao lương mỹ vị, họ ăn một bữa ăn có thể vài triệu hoặc vài chục triệu. Có những người ăn một cái trái nho của Nhật Bản 1 triệu đồng một trái nho, hoặc là một trái hồng 1 triệu đồng một trái, họ vẫn bỏ tiền ra họ mua. Trong khi mình ở đây bỏ ra 30-40 ngàn mình mua 1 ký hồng mình ăn, nhưng họ phải bỏ 1 triệu để họ ăn, nhưng họ vẫn bỏ tiền ra họ mua. Họ ăn vi cá, họ ăn gì đó, yến xào gì đó, và 4 tiếng đồng hồ sau nó cũng bị thải ra ngoài hết à, đúng không ạ? Nhưng khi mà anh em có bình an ở trong Chúa, có sự vui mừng ở trong Chúa, thì cho dẫu chiếu manh chúng ta vẫn ngủ ngon, phải không? Cái người mà không có sự bình an thì dù ngủ cái khách sạn 5 sao thì cũng nằm chằn chọc băn khoăn giấc chẳng thành. Nhưng mà bình an ở trong Chúa rồi thì chúng ta ngủ khách sạn 1000 sao thì chúng ta vẫn ngủ ngon. Tại vì chúng ta có sự bình an thật. Gia đình mà hòa thuận thì rau tôm nấu với ruột bầu, chồng trang vợ gấp gật đầu khen ngon. Thà một miếng bánh khô mà hòa thuận còn hơn nhà đầy thịnh tế lễ nhưng sự ganh ghét và cãi lộn cặp theo. Cho nên cái điều quý giá của cái việc hòa thuận, của sự bình an, cũng như cái việc quý giá của một người bị mù, đó là gì? Cần được sự sáng. Thì ở đây anh chị em thấy có 2 loại mù. Một loại mù thuộc thể và loại mù thuộc linh. Người mù thuộc linh là họ cái gì họ cũng thấy, nhưng có một cái họ không thấy, đó là sự sáng thật họ không thấy được. Sự sáng giả họ thấy đủ hết, nhưng mà sự sáng thật họ không thấy được. Mù thuộc thể không có cái gì họ thấy, nhưng họ có một cái sự sáng ở trong cái tâm trí của họ. Người ta nói như thế này, Đức Chúa Trời không ban cho ai tất cả và cũng không lấy của ai tất cả. Người được ban cho cái này nhưng mà lại không có cái kia. Có người thì ban cho cái khả năng về đánh đàn nhưng lại không có khả năng về đánh trống. Đó là tôi. Tôi có khả năng đánh đàn nhưng mà kêu tôi đánh trống tôi đánh không được. Có người có khả năng về làm kinh tế nhưng họ lại không có khả năng khác. Có người có khả năng để có thể làm nghệ thuật nhưng mà những cái việc khác thì không thể. Vì vậy chúng ta thấy rằng có những giới hạn ở trong con người để rồi chúng ta mới có thấy được sự vô hạn của Đức Chúa Trời. Và Chúa giới hạn để tôi và chị em có thể tìm kiếm Chúa. Và Kinh Thánh nói gì? Cố gắng tìm cho được, vì Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta. Bây giờ trở lại phần đoạn Kinh Thánh ở trong văn đoạn 9. Trong 3 câu đầu chúng ta không tìm ra được cái nguyên nhân thật. Nguyên nhân thứ nhất, những môn đồ nói rằng tội của người này
Chúa Giêsu phủ nhận. Nguyên nhân thứ hai là tội của cha mẹ tổ phụ, Chúa Giêsu phủ nhận. Nguyên nhân thứ ba nói rằng là do Đức Chúa Trời làm cho người này mù, phủ nhận luôn. Và chúng ta không tìm được cái nguyên nhân thật. Chúng ta sẽ dùng Kinh Thánh để giải nghĩa Kinh Thánh. Ở đây câu 4 và câu 5 ghi như vậy: trong khi còn ban ngày ta phải làm trọn việc của đấng đã sai ta đến, tối lại thì không ai làm được. Đức Chúa Giêsu có nói về ban ngày và tối. Vậy thì Chúa Giêsu đang nói ban ngày và tối đây có nghĩa là ngày và đêm của chúng ta hay là một ý nghĩa khác? Có phải ngày là ban ngày này và đêm là sau 6 giờ chiều là đêm phải không? Có phải Chúa Giêsu đang nói ban ngày là từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều không? Không. Ở đây Chúa nói là gì? Trong khi còn ban ngày ta phải làm trọn việc đấng sai ta đến, tối lại thì không ai làm việc được. Thật thế ban đêm anh em có làm việc được không? Chúng ta vẫn làm việc được mà. Như vậy ban ngày và tối ở đây không nói về sự sáng và tối của mặt trời. Câu 5, đang khi ta còn thế gian, ta là sự sáng của thế gian. Vậy khi Chúa Giêsu nếu nói về sự sáng của mặt trời thì Chúa Giêsu chưa đến có sự sáng không? Vẫn có. Nhưng Chúa nói rằng khi ta còn đang ở thế gian, ta là sự sáng của thế gian. Vậy ở đây Chúa Giêsu không nói về sự sáng của đèn, không nói về sự sáng của mặt trời. Nhưng Chúa Giêsu đang nói về sự sáng thật. Đó chính là Ngài, là điều cần nhất của loài người, để con người nhờ cậy điều đó mà con người có thể tấm lòng được mở ra, tâm trí được mở ra, tâm linh được mở ra, để nhận biết rằng có Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, nhận Ngài làm cứu chuộc cuộc đời của mình, thì người đó sẽ không còn ở trong sự tối tăm nữa. Sự sáng này mới là thật. Cho nên Chúa nói gì? Ban ngày, nếu khi ta còn ban ngày thì ta phải làm việc. Còn ban đêm, ở đây Chúa Giêsu đang nói hai điều: một là ban ngày, hai là ban đêm. Có những người thuộc về ban ngày, nhưng có những người thuộc về ban đêm. Chúng ta xem ở trong sách Tê-mô-thê thứ nhất, xin lỗi, Tê-xu-lê-ca thứ nhất, chương 5. Tôi sẽ đọc từ câu 4 ghi như vậy: nhưng hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên nỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không thuộc về ban đêm, cũng không thuộc về sự mờ tối. Anh em là con của sự sáng, anh em là con của ban ngày. Đây không nói về sự sáng ngày và đêm, nhưng đang nói về sự sáng của tâm linh. Anh em không thuộc về sự mờ tối, vì anh em là con của ban ngày. Tôi và chị em là con của ban ngày hay ban đêm à? Tại sao tôi và chị em là con của ban ngày? Vì chúng ta có Chúa Giêsu là sự sáng thật. Amen. Đối với người bên cạnh rằng anh chị là con của ban ngày và thuộc về sự sáng. Cho dẫu anh chị em có học thức, được học cao hiểu rộng, hay là kể cả chúng ta không có điều kiện học vấn, cho dẫu anh chị em giàu hay là anh chị em nghèo, cho dẫu anh em đi xe hơi hay là anh em đi xe đạp, hay là anh em đi bộ, điều đó không quan trọng. Quan trọng là gì? Anh em có Chúa Giêsu và anh em thuộc về ban ngày. Amen. Khi chúng ta thuộc về ban ngày thì ban đêm không thể xâm lấn chúng ta được. Vì sao? Vì ban đầu Đức Trời tạo dựng nên trời đất thì Ngài đã phân sáng ra cùng tối rồi. Và Ngài nói sáng là tốt lành. Và tôi và quý bà chị em là người tin Chúa thì Kinh Thánh nói như vậy: Ngài dời chúng ta từ tối tăm qua sáng láng, từ quyền lực của ma quỷ đến vương quốc của Đức Chúa Trời. Ở trong Colosse đoạn 1 câu số 13: cảm ơn Chúa, tôi và chị em thuộc về sự sáng, tôi và chị em thuộc về ban ngày, tôi và chị em không ở dưới sự tối tăm, không ở dưới sự cai trị của sự tội và sự chết nữa. Nhưng mà bà chị em biết không, có nhiều người đã thuộc về sự sáng nhưng mà đi đêm, phải không ạ? Và làm bạn với những người chết. Sứ đồ Phaolô đã nói điều này ở trong sách Ê-phê-sô chương 5. Từ câu số 13 và câu 14 ghi như vậy: nhưng hết thảy mọi sự đã bị quở trách đều sẽ được tỏ ra bởi sự sáng. Phàm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy. Câu 14: cho nên có chép rằng, ngươi đừng ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. Ông không nói cho người chưa tin Chúa, nhưng Sứ đồ Phaolô đang nói với người tin Chúa.
Có những người tin Chúa nhưng đang ngủ mê. Có những người có Chúa ở trong sự sáng nhưng lại đi đêm với sự tối tăm. Và Kinh Thánh gọi là gì? Họ ở trong đám người chết. Cụm từ đám người chết này trong nguyên nghĩa tiếng Hy Lạp có nghĩa là không hoạt động, không sống động, không sản sinh, hay là không sinh sản được. Đây là nói về sự chết. Sự chết không nói về cái người chết nằm đó không còn hơi thở. Cái người chết nằm đó không còn hơi thở với một người sống mà chỉ ưa máu, muốn sự vui chơi, thỏa mãn đời sống dục vọng, thì Kinh Thánh nói giàu sống cũng giống như chết. Cho nên có những điều chúng ta vẫn đang sống, nhưng mà thực sự là chúng ta đang ở giao thông với đám người chết. Người ta nói, người ta làm sao thì chúng ta làm vậy, người ta nói bậy, người ta làm bậy, chúng ta làm theo. Thì nó cũng như là đám người chết vậy. Vì sao Chúa tách chúng ta ra khỏi tinh thần của thế gian, dù chúng ta sống trong thế gian, nhưng có một cái ranh giới rất là mạnh mẽ dù vô hình. Đó là ranh giới giữa sáng và tối. Có nhiều người tin Chúa nhưng không thể nào làm sáng danh Chúa được. Yêu Chúa, tôn thờ Ngài nhưng mà không kính sợ Ngài thì cũng không làm sáng danh Chúa được. Có những người thì những lỗi lầm đó bị phanh phui và người khác nhìn thấy và chê bai. Nhưng có những người rất là khéo che, nhưng che thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn là tội lỗi. Cho nên xin Chúa cho tôi và chị em buổi sáng hôm nay, chúng ta biết rõ chúng ta là người thuộc về sự sáng, có sự sáng. Và nếu như có một cái mảng tối nào trong tôi và chị em, chúng ta làm gì đây? Kinh Thánh nói hãy thức, hãy vùng dậy từ đám người chết. Sáng nay tôi hỏi, tôi kêu con tôi đi với tôi, sao sao con ngủ chưa, ngủ trễ quá vậy? Dạ không, con thức 8:30. Con thức sớm lắm mà, hỏi sớm là mấy giờ? Là con 8:30 con thức. Có những người thức lúc 6:00 nhưng mà không có dậy. Thức, hỏi thức chưa? Thức rồi chứ, thức mà nói chuyện rồi chứ. Nhưng mà không có dậy. Như vậy thì còn ngủ không? Ngủ có thức à? Thức. Nhưng mà không có dậy, có nghĩa là không có hoạt động, thì coi như là vẫn ngủ. Ngủ trong thức. Và chứ mấy, cái hiệu năng, ví dụ giả sử một người thức lúc 6:00 cho đến 8:00 họ mới dậy, thì cái hiệu năng trong 2 tiếng đồng hồ đó, họ thức con mắt vẫn mở, nhưng cái hiệu năng về công việc làm việc của họ nó không đạt được, nó vẫn nằm đó. Có những người hỏi đạo gì? Tin lành. Họ tin lành à? Dứt khoát không chối Chúa. Cái gì cái dứt khoát không chối Chúa. Nhưng mà đi thờ phượng Chúa không? Không. Như vậy thì Kinh Thánh gọi gì? Đó là đang ngủ. Ngủ và ngủ cho đám người chết. Khi chúng ta muốn được Chúa chiếu sáng thì anh chị em phải vùng dậy khỏi đám người chết, thì Đấng Christ mới chiếu sáng. Chúa chờ đợi, Chúa thấy chúng ta thức rồi đó, nhưng Chúa kêu con ơi vùng dậy. Vùng dậy đi con, bước tới đi con, bước thêm một bước nữa đi con, bước đến hội thánh đi con. Thôi ở đó, người này nghĩ tôi thế này, người này kia nghĩ tôi thế kia, không quan trọng. Thế nên tính là thờ phượng Chúa chứ không phải thờ phượng con người, phải không? Bây giờ giả sử có buồn ông này, thì cho dẫu có buồn ông này thì chúng ta cũng thờ phượng Chúa mà. Ông cũng đến thờ phượng Chúa mà. Chừng nào chúng ta đến thờ ổng á thì chúng mà bích lộng với ổng thôi đừng thờ. Nhưng mà nếu chúng ta thờ phượng Chúa thì cho dẫu có ai đi chăng nữa, tôi có thể buông lòng người đó, tôi có thể không làm việc với người đó, nhưng bởi vì tôi yêu Chúa, tôi muốn thờ phượng Ngài thì tôi phải trỗi dậy. Tôi ra khỏi cái tinh thần của người chết. Cái đám người chết nó không phải nằm ở trong cái buồn của mình. Cái đám người chết nó cũng không phải nằm ở một cái chỗ nào đó rất là đầy dễ tội lỗi đâu. Nhưng đám người chết đôi khi nó nằm trọn ở trong tâm trí của chúng ta, đầy dẫy những cái ý tưởng chết và khiến cho con bà chị em không đủ sức để chúng ta có thể vươn lên. Nhưng mà buổi sáng hôm nay xin Chúa cho tôi nhưng bà chị em biết rằng con bà chị em thuộc về sự sáng.
và chỉ cần một điều thôi, con ơi đưa tay con ra đi, ta nắm, ta sẽ đỡ con dậy. Con yếu lắm mà chú ơi, con chỉ cần đưa tay thôi, con gắng rượng lên một cái thì ta sẽ cho con đủ sức, ta sẽ chiếu sáng cho con, mọi cái vùng chết trong con sẽ được chiếu sáng, mọi cái yếu đuối của con sẽ được trở nên mạnh mẽ, mọi cái điều tốt trong con sẽ được ánh sáng của ta chiếu rồi. Và ta sẽ biến những cái yếu đuối đó, những cái bạc nhược đó, những cái chết đó trong con nó trở nên sống động và mạnh mẽ ở trong ta. Chưa cần quyết tâm một điều, thưa Chúa, chúng ta không dùng bằng sức của mình để chúng ta nói rằng con mạnh mẽ được. Bởi vì chính sứ đồ Phaolô nói như thế nào? 3 lần tôi cầu nguyện với Chúa, xin Chúa cất cái giảm sóc khỏi tôi, nhưng Chúa nói không, ân điển ta đủ cho con rồi, sức mạnh của ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối của con. Và ông nói gì? Lúc mà tôi yếu đuối đó là lúc tôi mạnh mẽ. Đây không có nghĩa là khi tôi yếu đuối thì tôi mạnh mẽ. Nhưng tôi nhận ra cái sự yếu đuối của tôi, và Chúa ơi, Ngài mới là sức mạnh của con, thì bây giờ Chúa mới nâng chúng ta dậy được. Chúng ta dừng lại cái sự nỗ lực riêng để liên kết với Chúa. Ngài sẽ ban năng lực cho tôi và chị em để chúng ta bắt đầu bước những bước đi cực kỳ vững vàng, và bước đến đâu thì sự sáng của Chúa sẽ chiếu trên mình, chị em tới đó. Thi Thiên 84 là một thi thiên rất là hay. Thôi cho người nào có lòng hướng về đường dẫn đến Si-ôn. Cái lòng thôi bà chị em. Cái lòng hướng về đường dẫn đến Si-ôn thôi. Và đang khi họ đi ngang trũng khóc lóc, cái cụm từ trũng khóc lóc là trũng khô hạn hay là trũng sự chết, thì Kinh Thánh nói gì? Họ làm cho trũng đó có mạch nước. Rồi mưa gì? Mưa trễ hay mưa sớm à? Mưa sớm phụ phước cho nó. Ông bà chị em muốn được Chúa dùng sớm hay là dùng trễ à? Hay là đợi chừng nào beng lên trển rồi Chúa dùng? Không, Chúa dùng chúng ta ở đây. Amen. Có thể đôi khi có người một ta lân, có người hai, có người năm, đừng so đo. Nhưng hãy nhìn này, cảm ơn Chúa, Chúa cho con một ta lân. Và thấy người ta có được 2 ta lân, cảm ơn Chúa người đó được 2 ta lân. Xin Chúa giúp cho con để con được có ta lân như vậy. Hồi nãy khi cô gì hát, cô Nhiên. Nhiên phải không? À nãy hát giọng cổ. Tôi tưởng đâu cô hát tân nhạc thì tôi đờn. Giọng cổ tôi bỏ ra. Hội thánh mình thiếu người đàn giọng cổ. Nhưng mà không có cái đàn cổ sao đàn được? Có luôn. Ồ, tiếc quá. Và tôi nói với Mục sư Lâm, mai mốt tôi học đàn giọng cổ. Tôi không biết học được hay không, nhưng mà tôi cũng khoái lắm. Khi chúng ta thấy anh em có một ta lân, xin lỗi, có 2 ta lân, chúng ta mới có 1. Đừng ganh tị, nhưng hãy cảm ơn Chúa. Nhiều người nói kêu là tôi, có nhiều người muốn đến để ở với tôi để mà cai nghiện ma túy hay là cai nghiện này kia. Tôi nói không, tôi không được gọi được như vậy. Đây, ông này đây nè, Chúa dùng ông này nè. Thanh cũng vậy, Thanh nói mục sư ơi, chú bày tỏ cho con là con phải em lên chỗ mục sư. Tôi nói không, chỗ mục sư Lâm. Chỗ mục sư Lâm vì Chúa sức dầu cho ông cái làm cái việc đó. Chúa sức dầu cho tôi lĩnh vực khác. Tôi cũng không so đó với ổng. Hiện giờ ổng tại sao giờ ổng ổng làm cho cái giờ giả sử như ngoan giờ đến với tôi chắc là cũng không giờ được. Tại vì trước đây tôi thấy người ta cũng từng giúp đỡ cho người cai nghiện cho người nghiện. Tôi cũng đem về và kết quả là tôi mất chiếc xe gắn máy và mất luôn xe đạp. Mất cùng một máy cái máy tính bảng rồi máy rồi tiền đủ thứ chân mất liên tục. Xin lỗi anh chị em, những anh chị em đang được dạy, đang và đã được giải cứu. Đến này, lúc đó anh chị em cũng không làm chủ được mình đó. Xin lỗi, ngày xưa tôi cu mang một em này từ Hải Phòng vào. Nó dụ tôi đi mua ma túy mà tôi không biết luôn. Nó kêu tôi chở đi, chở qua thăm bà ngoại đó. Tôi chở cái nó nói thầy ghé vô đây con chút, con ghé con thăm bạn con chút. Chạy lại vô cái hẻm đó, chạy vô chưa đầy 2 phút ngồi chạy ra, không gặp bạn con. Thầy chở con đi đến nhà vệ sinh công cộng nữa, con tự nhiên con đau bụng quá. Chở vô đó 5 phút đồng hồ nó đi ra, hết đau bụng chưa con? Dạ hết rồi thầy. Rồi chở đi tiếp. Thật ra là cái chở thứ nhất gặp bạn là nó mua rồi, ma túy rồi. Chở vô toilet là nó chơi rồi. Tôi nói lúc đó công an lại bắt tôi hỏi ông làm gì. Tôi làm mục sư. Mục sư chở người đi mua ma túy. Nó vô tù tôi cũng vô luôn. Tôi không biết. Tôi không hiểu được. Tôi không được Chúa dùng cái công việc đó.
nhưng Chúa dùng tôi ở lĩnh vực khác, cho nên tôi không so đo. Và khi anh em mình làm được một việc gì, hãy cảm ơn Chúa và ủng hộ. Và tôi nói với cháu Thanh, Thanh, về đến đây, tôi cho số điện thoại của Mục Sư Lâm để liên lạc, trực tiếp liên lạc để đến đó và sẽ gặp tôi trong thời gian sau. Lúc đầu thì cháu cũng buồn, thôi chắc là thế này thế kia. Tôi nói không, giải thích cho nghe là đây, tại đến đây Chúa dùng Mục Sư Lâm là người làm trong lĩnh vực này. Có ai ganh tị với ngoan không? Lâu rồi mà đàn không được, ngoan học có 1 tháng là ngoan đàn được thờ vượng trước. Ai ganh tị không ạ? Đừng ganh tị. Chúng ta thấy mà chúng ta khao khát, hãy cảm ơn Chúa, anh em cầu nguyện cho ngoan thì Chúa sẽ ban cái ơn đó cho anh chị em. Anh chị em thấy chúng tôi có cái ơn nào, hãy cầu nguyện chúc phước cho chúng tôi, anh chị em cũng sẽ nhận được phần thưởng đó. Amen. Như vậy để chúng ta sẽ được vùng dậy khỏi đám người chết. Amen. Chúng ta sẽ không ở trong đám người chết. Vậy thì anh em hiểu về cái từ ban ngày mà Chúa Giêsu muốn nói ở trong Giăng đoạn 9 rồi phải không ạ? Dạ. Ban ngày đó không nói về sáng và tối, nhưng ban ngày đó nói về cái sự sáng tâm linh. Và cái câu trả lời chúng ta, lý do tại sao cái người này bị mù, Chúa đang nói về sáng và Chúa có nói về tối. Vậy thì người này đang ở trong cái vùng tối thuộc linh. Có những người họ sống đời sống rất tốt, nhưng họ ở trong cái vùng đất bị rủa xả, cho nên họ cũng không được phước. Ở miền Bắc nó có một cái vùng, người ta gọi là cái vùng ung thư. 30 tuổi trở lên là bị ung thư hết. Người ta không hiểu tại sao. Và một ngày nọ, những nhà nghiên cứu và người ta phát hiện rằng gần đó nó có một cái kho hóa chất của chế độ cũ của Mỹ ngày xưa để lại và lấp trong đó. Và người ta thử cái nước ở đó đó, là cái độ mà thạch ăn nó rất cao. Nước người ta xài còn là nước ngầm không à. Và cái chỗ hóa chất đó nó rò rỉ ra và đi vào trong nguồn nước ngầm. Và tất cả những người đó uống thạch ăn vào, uống vào, uống vào, uống vào. Còn trẻ thì khỏe lắm, nhưng bắt đầu tuổi từ 30 bắt đầu nó sanh ra bệnh đủ thứ hết. Và đặc biệt là ung thư. Cái tỷ lệ ung thư cực kỳ là cao. Cao hơn nhất cả nước luôn. Và người ta tìm hiểu cái nguồn nước đó, biết là cái nguồn nước đó bị nhiễm thạch tính. Thạch tính là thạch anh gì đó. Dạ, thạch tính. Trong các vua thứ nhì chương 2 câu 19 đến câu 22. Một ngày nọ thì Elise ở tại vùng đất đó, tại vùng đất gọi là Jericho. Thì những người sống ở Jericho đó họ nói, dạ thưa Chúa, ở đây tốt lắm. Cái chỗ ở này tốt lắm, nhưng nó có hai điều thôi là không tốt. Một là nước độc, hai là đất chai. Nước độc, đất chai thì sống cái gì? Nhưng mà họ nói rằng ở đây tốt lắm, cái địa thế tốt lắm, quan cảnh tốt lắm, nhưng nước độc, đất chai, cho nên không sống được. Và cái lý do mà Jericho bị nước độc, đất chai đó, nó xuất phát từ một cái trận chiến ở trong Joshua chương 5. Chương 5, chương 6, chương 7 thì chúng ta thấy rằng là Joshua đã lãnh đạo đạo quân để chiếm thắng Jericho. Và sau khi thắng được thành phố Jericho đó, thì ông đứng lên và ông tuyên bố, ai mà lập cái nền lại thì con trưởng nam chết. Ai đứng đến dựng cái cửa lại thì con út chết. Và cái điều đó được ông nói ra trong Joshua đoạn 6 câu 26. Nhưng cho mãi đến ở trong sách các vua thứ nhất đoạn 16 câu 34 ghi như vậy: trong đời Ahab, Hiên ở Bê-tên xây lại Jericho. Khi người đặt cái nền thì mất Abiram, con trưởng nam mình. Lúc dựng cái cửa thì mất Serub, con út mình. Theo như lời Đức Giê-hô-va đã cậy Joshua, con trai của Nun mà phán ra. Từ thời của Joshua cho đến thời của Hiên ở Bê-tên, nó trải qua mấy chục đời. Nhưng mà cái lời nguyền rủa đó, nó vẫn y nguyên như thế. Jericho không thể nào ai ở đó được, xây dựng không được. Nhưng cái ông Hiên ở bên tên này, ông thấy chỗ này địa thế là tốt quá, và ông quyết định xây lại cái thành Jericho này. Nhưng mà ông vừa lập nền thì con trai trưởng chết, và dựng cửa thì con út chết.
do một cái lời nguyền của Joshua. Có thể cái người trai trẻ này từ thuở mới sanh bị mù là vì sống ở trong một cái vùng đất bị rủa xả. Họ sống ở trong cái vùng gọi là tối, theo cách của Chúa Giêsu nói. Họ sống ở trong sự cai trị của quyền lực của sự tối tăm. Và bây giờ Chúa Giêsu xuất hiện, Ngài nói: khi ta còn ở thế gian, ta là sự sáng của thế gian. Chúa Giêsu đã hòa bùn, lấy nước miếng của mình hòa với bùn, xức vào mắt của cái người mù này, và Chúa nói: đi rửa ở ao Siloe. Và người này vâng phục, đi theo rửa ở dưới ao Siloe. Sau đó người này sáng mắt. Có phải nhờ cái ao đó, cái nước đó rửa sạch không? Sáng mắt không? Có phải cho bùn với nước miếng của Chúa làm cho sáng mắt không? Tôi cũng không tin rằng đó là... Nhưng mà do người này tin cậy lời Chúa và vâng lời, bước đi. Ở đây hai chị em nhớ, có biết em Trần Mạnh Hùng? Ai biết anh em Trần Mạnh Hùng? Hay live stream, live stream cho họ thắng. Năm 2014 thì em biết tôi qua mạng, qua một người chị em giới thiệu. Em nói là nhờ thầy cầu nguyện cho em giải cứu em sử dụng cái này cái kia đủ thứ hết. Tôi nói em có nhờ mục sư, các mục sư cầu nguyện chứ? Nói rằng là em nhờ hết, mục sư, giáo sĩ đâu cầu nguyện, người nổi tiếng đâu cầu nguyện, em cũng thấy cũng vậy. Tôi nói gì thì thầy cũng đâu có khác hơn mấy mục sư kia đâu. Cũng vậy à, thầy cũng vậy à. Thầy cũng dùng lời Chúa, thầy cũng dùng lời cầu nguyện. Cái thấy em nói thôi, nhưng mà em nghĩ rằng là biết bao nhiêu người cầu nguyện cho con rồi, con không thắng được. Thôi vậy thầy khỏi cầu nguyện. Tôi mới nói như vậy. Đúng là con đã nhờ rất nhiều người cầu nguyện, và thầy cũng không nói thầy giỏi hơn người khác hay là gì cả. Nhưng nếu con chưa thử thì sao con biết được. Thử đi. Con không có tiền. Tại vì đi từ Hà Nội là từ Hải Phòng vào trong dịp Tết nữa thì tốn tiền nhiều lắm. Con không có tiền. Tôi nói bây giờ con thử đi. Thì con không có tiền. Tôi nói bây giờ con thử là con thử Chúa đi. Con nói hỏi Chúa: Chúa ơi, nếu thật sự Ngài muốn con vào Nam để con được chữa lành, con được giải phóng, thì Ngài cho con có cách để có tiền đi. Mà có tiền chân chính đàng hoàng rồi nha. Em đồng ý với tôi. Lúc đó là gần Tết rồi. Khoảng 28-29 Tết. Em nhắn tin. Thầy ơi thầy, con đi chạy Honda ôm được không? Tôi nói được chứ. Miễn là đừng có ăn cắp trộm của người ta là được à. Thế là chạy Honda ôm. Trong ngày đó về gọi điện cho tôi: cảm ơn Chúa thầy ơi, nay con được 400.000. Tôi nói đó là dấu hiệu. Qua ngày hôm sau còn chạy tiếp: cảm ơn Chúa thầy ơi, Chúa cho con được 300 nữa, 700.000. Thế nói đó là dấu hiệu. Và ở đây tôi cũng cầu nguyện cho em, và có một người cảm động cho em 1.5 triệu. Và thế là có tiền vào. Và cảm ơn Chúa, em đã quyết định đi đến ao Siloe. Không phải ao Siloe đó chữa lành. Không phải mục sư Lâm có quyền năng để chữa lành. Không phải tôi có quyền năng để có thay đổi. Nhưng có một đấng có quyền thay đổi. Ngài là sự sáng thật. Amen. Ông bà chị em có Ngài chứ ạ? Hãy để cho Chúa làm chủ cuộc đời của tôi và chị em. Bất cứ điều gì tựa như điều ác, loại trừ đi. Hãy chấp nhận dở chân của mình và bước tới ao Siloe. Từ Siloe có nghĩa là được sai đi. Chỉ cần anh chị em bước một bước, Chúa sẽ nâng anh chị em bước thứ hai. Nếu chị em có hộc chân xuống giống như là Phi-e-rơ, thì Chúa cũng đưa tay đỡ anh chị em lên. Và anh chị em trở thành những người hữu dụng cho nhà của Chúa, đem sự sáng của Chúa ra cho nhiều người. Người mù này không còn tối nữa, người mù này không còn mù nữa, và người mù này đã trở nên sáng bởi vì ngày này đã đồng ý để cho Chúa Giêsu hành động theo cách của Ngài, và ông đáp ứng với sự kêu gọi đó, ông trở nên người sáng mắt. Tôi mà chị em đã thuộc về ban ngày rồi, nhưng xin Chúa cho sự sáng của Ngài soi vào trong lòng của tôi và chị em, để mỗi người trong chúng ta không còn ai trong chúng ta có một mảng tối nào hết. Chúng ta được Chúa phân sáng ra cùng tối. Chúng ta ra lệnh cho sự tối phải rời khỏi cuộc đời của con. Ra lệnh có những điều gì buồn bã nản lòng ra khỏi cuộc đời của con. Ra lệnh cho những cái gì đó có cái sự yếu đuối ra khỏi cuộc đời của con. Chúng ta có quy quyền đó, bởi vì con và chị em là thuộc về sự sáng, con của sự sáng, con của ban ngày, và có sức mạnh trong danh của Chúa Giêsu để chúng ta đắc thắng. Người mù này đã vâng lời và đã được sáng mắt.
Tôn bà chị em hôm nay, hãy nhấc đôi chân thuộc linh của chúng ta bằng đức tin hành động cụ thể. Đó là gì? Vâng lời Chúa, bước một bước đến ao Siloe và rửa nó. Chúa sẽ làm cho mắt thuộc linh chúng ta sáng lại. Amen. Xin Chúa sự sáng sẽ đầy dẫy sự sáng của chính Ngài trong tôn bà chị em, để mỗi hành động trong cuộc sống của chúng ta, từ trong gia đình cho đến trong hội thánh, trong công việc của chúng ta, luôn luôn được sự dẫn lối của sự sáng thật. Amen. Xin chúc ban phước cho hội thánh.